Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu đến với các bạn module LED 4 số TM1637. Đây, như bạn có thể thấy trên tay mình đang có module LED của chúng ta. Module này của chúng ta sử dụng IC là TM1637. Đây, chúng ta có IC ở phía sau này. Đấy, phía trước thì chúng ta có một cái LED 7 thanh 4 số. Các bạn có thể thấy là đây chúng ta có dạng LED là LED đồng hồ đúng không ạ? Chúng ta có dấu 2 chấm ở giữa. IC TM1637 thì chúng ta sẽ cần có sử dụng 4 chân, một chân cấp nguồn, một chân đất này, một chân VCC, một chân DIO và một chân CLK, đúng không? Cái kết nối thì chúng ta sẽ chỉ mất có hai chân tín hiệu, hai chân điều khiển từ vi điều khiển thôi, rất là tiết kiệm chân. Trong đấy chúng ta có thể điều khiển ở đây tới tận 4 LED và hai dấu chấm nữa. Kích thước của module cũng khá là nhỏ gọn. Sau đây thì mình sẽ demo cái module LED này kết hợp với lại kit Arduino Uno và module thời gian thực DS1307 để làm thành một cái đồng hồ ở đây. Mình sẽ tiến hành kết nối. Đầu tiên thì các bạn sẽ cấp nguồn cho module này. GND đấu với GND này. Chân VCC này, chân 2 và chân 3 sẽ là chân CLK và chân DIO này. Đây, còn DS13, module DS1307, module thời gian thực chúng ta thì giao tiếp I2C, các bạn sẽ cắm vào chân A4A5. Đây, mình sẽ cấp nguồn này. Đây, như bạn có thể thấy tại là 12:59. Cái thời gian này thì các bạn set trên cái module thời gian thực của chúng ta. Đây các bạn thấy. Một điểm đặc biệt của cái IC TM1637 này là các bạn có thể tùy chỉnh cái độ sáng của cái LED này, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ sáng tối của cái LED này. Ngoài việc sử dụng làm thành đồng hồ như này thì các bạn cũng có thể sử dụng module LED này để bắn các cái giá trị của chúng ta lên đây, ví dụ như là giá trị về nhiệt độ này. Đấy, các bạn có thể vẽ đây thành một cái đồng hồ đo nhiệt độ, hoặc là kết hợp vào đây vừa là đồng hồ vừa là hiển thị nhiệt độ. Đấy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Video giới thiệu về module LED 4 số TM1637 của nhóm review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.